Xin chào các bạn. Hôm nay mình có đến nhà anh Nghĩa có địa chỉ tại Ngọc Xã, Quế Võ, Bắc Ninh. Công trình này được xây dựng theo mẫu thiết kế 8 x 10 m của công ty chúng tôi thiết kế cho anh Toàn, có địa chỉ tại Chương Mỹ, Hà Nội. Hiện tại công trình đang trong phần hoàn thiện, thì xin mời các bạn cùng chúng tôi đi tham khảo qua công trình này. Về kích thước mặt tiền thì có sự thay đổi là chiều ngang của căn nhà này là 9 m và chiều sâu của căn nhà là 11 m. Công năng cũng có sự thay đổi lại một chút, thì mời các bạn cùng chúng tôi đi tham quan qua cái phần công năng bố trí ở căn nhà này. Đây, trước mặt các bạn đây sẽ là khu vực phòng khách. Trong phần thiết kế thì khu vực phòng khách này, phòng bếp là được thiết kế liền nhau. Tuy nhiên là có sự thay đổi trong cái mẫu thiết kế này. Thì toàn bộ cái khu vực mà đằng trước các mặt các bạn nhìn đây sẽ là cái khu vực phòng khách. Và bên này được gia chủ xây thêm một cái khu bếp riêng. Đây là khu vực phòng khách này. Và đây là khu vực bếp đang hoàn thiện. Đây, từ khoảng phòng khách các bạn sẽ đi ra bếp. Diện tích của bếp này rất là rộng. Chắc phải lên đến 30 mét vuông mất. Đây sẽ là khu vực phòng khách. Bên tay phải các bạn đây sẽ là hai phòng ngủ này. Một phòng ngủ, hai phòng ngủ, và cầu thang đi lên ở giữa hai phòng ngủ. Thì phía cuối nhà này sẽ là cái khu vực vệ sinh. Đây, vệ sinh ở phía cuối này. Đây là nhà vệ sinh. Đây, mà các bạn lên tầng 2. Hiện tại thì nhà đang có người ở, cho nên là các phòng đều đang đóng cửa nhé. Tôi sẽ không vào các phòng mà tôi sẽ cho các bạn xem cái tổng thể của căn nhà này thôi. Đây là cầu thang. Cầu thang này chất liệu gỗ lim. Đối diện cầu thang sẽ là khu vực phòng thờ. Đây là phòng thờ. Phía sau phòng thờ này sẽ là một phòng ngủ này. Bên tay trái sẽ là một phòng ngủ nữa này. Nhà vệ sinh ở cuối nhà này. Toàn bộ mỗi tầng đều sử dụng một nhà vệ sinh. Đây, đây là một phòng ngủ này. Bên trái một phòng. Và phía trước mặt các bạn sẽ là một phòng ngủ nữa. Từ phòng thờ này thì chúng ta sẽ đi ra ngoài bên sân chơi. Đây là một cái sân, các bạn có thể kê bộ bàn ghế ngồi ngoài đây. Đây là nhìn về tổng thể này. Tổng thể của toàn bộ khuôn viên này. Ở diện tích đất là hơi méo, cho nên là cũng không cái phần sân này làm hơi khó. Toàn bộ phần cửa này được làm bằng cửa nhôm kính Việt Pháp. Đây là phần cầu thang. Có nhiều bạn không hình dung được cái mẫu này, cho nên là nếu các bạn không hình dung được thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu video này tôi có quay lại. Nếu các bạn cần thiết kế và thi công, các bạn có thể liên hệ với công ty chúng tôi có địa chỉ tại 174 Nguyễn Tuân. Công trình này được gia chủ tự thuê nhân công thợ và thi công, và hoàn thiện với mức đầu tư khoảng tầm 8 đến 900 triệu. Thì nếu các bạn cần hỗ trợ hay cần liên hệ, các bạn hãy gọi cho tôi. Số điện thoại của tôi là 0978 988 780. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.